Các bạn đang xem trên tay tôi đây là lọc gió động cơ. Lọc gió động cơ của dòng xe Mitsubishi Jolly. Jolly phiên bản Jolly này là Jolly Turbo, phiên bản từ đời 2004-2003 đến 2004-2005-2006. Jolly chạy EU Turbo. Đấy, chạy Turbo hay còn chạy kim phun ấy, Jolly kim phun. Đấy, lọc gió động cơ. Thì cái lọc gió này nó có tác dụng là lọc toàn bộ cái không khí ngoài môi trường trước khi cung cấp vào trong động cơ, để động cơ chúng ta hoạt động một cách bền bỉnh và ổn định nhất. Đấy, của Jolly, Mitsubishi Jolly. Đấy, thì chất liệu được làm bằng bông các bạn nhé, chất liệu bằng bông, bông lớp giấy lọc. Đó. Chất liệu giấy lọc. Hàng xịn chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì trên thị trường có cả hàng xịn chính hãng và thay thế, nhưng mình sẽ khuyên các bạn nên sử dụng hàng xịn chính hãng để đảm bảo độ bền cho động cơ, đảm bảo chất lượng và độ bền cho động cơ. Đấy. Thì trong quá trình khi các bạn lưu thông xe, các bạn chạy xe trên đường thời gian, thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì 5.000 km thì các bạn sẽ phải vệ sinh một lần, và 20.000 km các bạn nhớ là 20.000 km thì các bạn thay cái lọc gió này, động cơ này một lần. Đấy. Còn tùy theo cái môi trường của chúng ta, môi trường chúng ta chạy mà bẩn, bụi bẩn nhiều thì các bạn sẽ phải thay thế nhiều hơn. Ví dụ như khoảng 3-4.000 km thì các bạn vệ sinh, và khoảng 15-16.000 km là các bạn sẽ phải thay thế cái lọc gió động cơ này để đảm bảo cho độ bền cho động cơ. Đấy, thì anh em đây là lịch khi mà các bạn kiểm tra và thay thế cái lọc gió động cơ của dòng xe Mitsubishi Jolly. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn ngay hoàn toàn miễn phí nhé. Đấy, thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi, phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí, thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.